nếu như số đấy trị giá hơn cả đây xây dựng tận ngôi nhà này thì cũng tin là căn nhà mà của dân tộc đấy, mình ở đây xung quanh đây rất là nhiều căn nhà khác đó. Không gian ở chỗ này là cao nhất ở khu vực này, đây là phần cao nhất ở khu vực này. Chú là chủ homestay này đúng không chú? Đúng rồi. À, thế cái ba cái gian nhà này thì chú làm hết khoảng bao tiền chú? Khoảng chỉ là hơn 160 triệu. 160 triệu. Là cả ngói nhức, tất cả gỗ, tất cả không? Xây dựng ra. Chú làm ra bao lâu rồi chú nhỉ? Hai vừa làm hai năm rồi. 2 năm rồi đúng không? 2 năm rồi. Thế là mỗi một phòng như thế này là gần như ngày nào cũng kín nhỉ? Kín hết nhỉ? Ví dụ cháu nói chuyện với chú nhé, bây giờ cháu có một cái số sim điện thoại dùng để liên lạc với nhau ấy. Một số sim điện thoại là 26234 9. Chú nghĩ số sim này khoảng bao nhiêu tiền? Nếu như số đấy trị giá hơn cả đây xây dựng tận ngôi nhà thì cũng tin là 180 triệu. Có thể xây dựng được cả ngôi nhà luôn. Chú thích số như thế không? Có chứ, thích đúng không? Lúc nào chú làm ăn tốt lên chú mua nhé. Ok, chúc chú sức khỏe nhé.